chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Sana Makeup. Chuyện là mấy bữa nay Hà đang thích cái kiểu makeup tông nâu, nhưng mà không biết là mọi người thích làm makeup nâu Tây hay là nâu Hàn Quốc. Thì bữa Hà có đăng lên story Instagram Hà hỏi mọi người thử, thì 49% là chọn makeup nâu Tây, còn 51% là chọn makeup nâu Hàn. Thì Hà thấy cái xác suất của nó cũng gần bằng nhau, nên là quyết định sẽ làm cả hai luôn. Tại vì vừa rồi vừa mới kết thúc cái Hoa hậu Hàn Vũ Miss Universe, với lại lâu rồi Hà cũng không makeup kiểu tay mà đậm đà như vậy, nên là Hà muốn làm cái này trước. Mọi người nhìn cái con mắt này thì có thể là mọi người sẽ nghĩ là khó, nhưng mà thật sự đó là rất là dễ luôn. Bởi vì lần này Hà sử dụng các cái sản phẩm màu mắt mới, không phải là những cái màu mắt dạng phấn truyền thống như là hồi xưa mà kiểu như là mỗi lần mà đánh cái kiểu mắt như này là phải tán tối tán lui rất là mệt. Nhưng mà lần này có một sự thay đổi nên là nó sẽ dễ thực hiện hơn rất là nhiều, tiết kiệm thời gian nữa. Nên là bạn nào mà thích cái kiểu makeup này thì hãy xem tiếp video nha. Đầu tiên cho bước nền thì Hà sẽ sử dụng em Dual Foundation mới của nhà Lemonade. Một chai nền nhưng mà bên trong có tới 2 vòi pump luôn. Một vòi là phần kem lót và một vòi là kem nền. Bữa giờ Hà dùng cái em này rất là nhiều luôn. Phần lót nhìn dạng nhưng mà cấp độ độ ẩm rất là tốt, nên là không cần dưỡng gì ở dưới luôn. Còn nền thì rất là nhẹ, mỏng nhưng mà che phủ khá là cao. Hà dùng có một tí mà che được khuyết điểm khá luôn á. Em này có finish là semi matte, tức là không quá lì cũng không quá bóng. Hà cảm thấy thích cái chất nền này hơn là so với lại cái cushion của hãng. Sau đó thì để cho cái nền nhìn nó flawless hơn thì Hà sẽ che khuyết điểm một chút bằng cái khuyết điểm The Same mà 1.5. Che khuyết điểm này thì không cần phải nói nhiều nữa mọi người ha. Nói chung là quá tốt mà lại còn rẻ nữa. Nhưng mà đặc biệt là em này bị phát rất là nhiều, nên là mọi người phải nhớ cẩn thận chỗ mua nha. Tất cả các sản phẩm hôm nay Hà sẽ để link mua hàng ở phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Đây là những cái chỗ mà Hà hay mua và Hà dùng thấy rất là tốt, nên là Hà nghĩ không phải là fake. Cuối cùng thì để khóa lại cái lớp nền được lâu trôi và ít bị đổ dầu thì Hà sẽ sử dụng phấn không màu của Laura Mercier. Đây là một loại phấn chất lượng 2N nhưng mà giá chỉ khoảng tầm trung thôi. Không đắt như là Chanel này nọ nhưng mà dùng rất là ổn luôn. Tiếp theo đến phần quan trọng là lông mày nè. Thì hôm nay trước tiên Hà sẽ sử dụng sản phẩm dạng phấn để định hình được cái khung lông mày trước. Em này có tên là Easy Drawing Brow Shadow của Brow With by Namchat. Chắc mọi người cũng biết đến cái brand này nhiều qua các sản phẩm mascara rồi đúng không? Ngoài ra thì các sản phẩm makeup dành cho mắt và lông mày khác của Brow With cũng rất là ok luôn. Brand này thì từ thiết kế cho đến chất lượng đều rất là professional, chuyên nghiệp nhưng mà rất là thân thiện với người dùng, mà phải nói là dễ xài luôn á. Thì cái em Easy Drawing Brow Shadow này á, là bột phấn tách 2 ngăn với lại 2 tông màu đậm và nhạt. Cái ô phấn nhạt hơn thì mình sẽ dùng để đánh phần đầu chân mày, còn cái ô đậm hơn thì dùng để tán cái phần đuôi. Bột phấn của em thì rất là mịn, độ lên màu vừa phải, không bị đậm quá nên là không có sợ quẹt lên cái là đen thùi lui cái lông mày. Ở bên trong thì còn có một cây cọ nhỏ để tán lông mày rất là tốt, và một cái gương nữa nên là em này rất là tiện để đem đi du lịch hoặc là bỏ túi. Sau khi đã làm được một cái khung lông mày rồi thì Hà sẽ sử dụng chì để vẽ những cái sợi lông mày. Thì Hà sẽ tiếp tục sử dụng cái em Pro Slim Brow Pencil cũng của Brow With by Namchat luôn. Em này thì Hà cũng có dùng trong video lần trước nè, rất là thích luôn, bởi vì vừa chống nước rất là tốt mà độ lên màu thì rất là chuẩn. Đặc biệt là cái đầu chì nhỏ xíu nên là dùng để phẩy sợi rất là thích hợp. Có tới 4 màu tha hồ cho bạn lựa chọn tùy theo màu tóc. Hà thì tóc đen nên là Hà sử dụng màu Ash Brown, là một màu xám nâu, hơi đen một chút xíu thôi để cho cái lông mày được tự nhiên. Hà sẽ vẽ một vài sợi ở phần đầu, tô vào một vài chỗ bị hói ở phần thân và vẽ thêm cái đuôi dài dài ra chút xíu nha. Cuối cùng thì Hà dùng cái đầu chổi để chải cho lông nó ngay ngắn. Hoặc là ví dụ như mà có lỡ vẽ chỗ nào bị đậm quá thì dùng cái cây này chải ra, chỗ đó sẽ mờ bớt luôn. Cuối cùng đã hoàn thiện phần lông mày thì Hà sẽ sử dụng một ít che khuyết điểm và Hà vuốt đi những cái phần này mà lem lem ra ngoài để cho nó sắc sắc hơn một chút xíu thôi là hoàn thành luôn rồi. Tiếp đến phần màu mắt là phần quan trọng nhất của makeup look ngày hôm nay luôn. Như Hà nói lúc đầu thì đây sẽ là cái bước mà dễ thực hiện và tiết kiệm thời gian so với lại cái kiểu đánh mắt truyền thống là đánh màu mắt bằng phấn bột. Thì bữa nay Hà sẽ sử dụng màu mắt dạng kem sáp, thì em này có tên là Amazing Shadow and Liner. 2 trong 1 luôn, một đầu là màu mắt dạng kem còn một đầu là eyeliner. Hà thấy quá tiết kiệm và tiện lợi luôn, em này chỉ có 100 mấy thôi mà được tới 2 sản phẩm trong 1. Đối với cái đầu kỳ, em này thì có 3 tông màu. Màu đầu tiên Bridal Pink Gold là một cái màu nhũ vàng trắng, Elegant Gold là nhũ vàng đồng và Charming Apricot là màu tông cam đào pha chút ánh hồng. Đầu bút sáp thì chất rất là mềm mịn, màu lên rõ pigmented lắm luôn. Đặc biệt là em này rất là lâu trôi, sau khi mà em đã set lại rồi tầm 1-2 phút sau khi apply á thì Hà lấy tay Hà chà cỡ nào cũng không đi luôn, mà xịt nước vô chà cũng không đi luôn. Nên là kiểu em này dùng hàng ngày rất là khỏe, bạn chỉ cần đánh một lớp nhẹ lên xong dùng tay tán ra một cái là để cả ngày luôn, rất là ok.
Trừ khi là bạn bị mí dầu, nếu như bị mí dầu thì bạn nên phủ thêm một lớp nhũ hay là màu mắt dạng bột lên trên nữa thì nó sẽ dễ được lau hơn nhé. Vì như lúc nãy Hà nói là sau khi mà đã set lại thì em mà rất là lì lợm và lâu trôi. Nên là sau khi mà Hà apply là phải nhanh tay, Hà dùng ngón tay Hà tán nhẹ cái phần viền ra để cho nó mờ đi, nhìn cái mắt nó sẽ đẹp hơn. Nhìn vô nó không có bị là nguyên một cục màu mắt trên mà nó không có tán ra. Ví dụ như mọi người muốn make up nhẹ nhàng hàng ngày thì tới đây là xong rồi, mọi người đánh thêm một chút xíu ở mắt dưới nữa, xong rồi chút mascara lên là xong. Mắt mình sẽ xinh và có chiều sâu ngay. Hà thì Hà muốn cho cái phần này nó sẽ bay ra, nó tỏa ra nhiều hơn nên là sẽ dùng cái cọ để Hà tán thêm một chút xíu nữa nha. Có được cái màu nền rồi, bây giờ Hà muốn cho mắt của Hà nhìn sâu hơn, nhìn nó sexy hơn. Hà sẽ sử dụng lại cái bảng Easy Drawing Brow Shadow lúc nãy và dùng cái màu nâu đậm hơn để Hà nhấn vào 1/3 đuôi mắt. Tại vì mình đã có một cái lớp màu mắt lót ở phía dưới rồi nên bây giờ đánh cái màu đậm lên nó sẽ lên màu rất là rõ luôn, không cần phải dặm màu tới dặm màu lui nhiều. Tiếp đó Hà sẽ sử dụng một cây cọ tán hốc mắt có cái đầu chổi nó bung hơn. Hà lấy một ít màu nâu nhạt để tan cho cái màu base với lại cái màu nâu đậm nhấn vừa rồi nó hòa vào nhau hơn. Đó, nhìn màu mắt có vẻ là ok la rồi đúng không? Nhưng mà muốn cho nó lầm lộn hơn nữa, Miss Universe hơn, lên sân khấu là chiếu âm sầm luôn. Đó, thì bây giờ Hà sẽ sử dụng một ít kim tuyến dạng lỏng Brow with Glitter and Glow Eye Glitter. Trời ơi, Hà đọc này muốn lẹo lưỡi luôn á. Em này cũng có 3 tông màu, Cherry Gold là một màu nhũ vàng nhưng mà nó có ánh đỏ hồng. Rose Gold thì là nhũ vàng pha chút nâu đồng. Còn Champagne Gold thì là vàng ngọc trai, Hà thấy màu này là sáng rực rỡ nhất luôn. Nên là Hà sẽ xài màu này để cho nó lồng lộn nhất có thể. Thì em này có chất nhũ mịn rất là dễ tán, không bị vón cục và lên màu cực kỳ pigmented nha. Độ bám dính thì rất là tốt. Sau khi mà em đã set lại rồi thì Hà lấy tay Hà chà đi, nó không có trôi mà nó còn lên rõ cái màu nhũ hơn nữa. Kiểu như lúc mà Hà chà thì cái kim tuyến nó sẽ bật lên hơn đó mọi người. Thì Hà sẽ apply cái em này lên phần bầu mắt và né cái phần đuôi đậm mà mình vừa nhấn lúc nãy ra. Sau đó Hà sẽ dùng ngón tay Hà tap tap, Hà chà chà cho nó bật cái nhũ lên hơn. Bây giờ đến phần kẽ mắt cũng quan trọng không kém nè. Thì lúc nãy Hà không xài cái đầu kẽ mắt trong cái cây bút sáp mà Hà sẽ sử dụng cái cây này, bởi vì cái cây này nó màu đen còn cái em hồi nãy nó màu nâu. Mà muốn lồng lộn thì phải dùng màu đen nó mới rõ, nó mới sắc sảo mọi người. Thì cái em này có tên là High Technique Dual Eyeliner. Em này cũng đặc biệt là có hai đầu kẽ mắt khác nhau luôn. Một đầu thì dạng chì sáp, còn một đầu thì là bút dạ. Cái đầu bút chì thì mềm trơn, dễ vẽ và có màu nâu đen sẫm, không phải đen thùi lui. Em này thì ngoài cái kiểu mà kẻ eyeliner smoky, tán tán khói khói ra thì còn có thể dùng để kẻ đường mí trong ở trên và đường mí dưới nữa. Bởi vì cả cái em đầu chì này và cả cái đầu bút dạ đều có khả năng chống nước rất là tốt luôn. Còn đối với đầu bút dạ thì có cái đầu ngòi bút siêu mảnh luôn nên là sẽ kẻ được những cái đường rất là sắc nét. Màu thì lên đen đậm rõ. Nói chung là thấy em này rất là ok, chỉ có 100 mấy thôi mà được tới cả hai loại eyeliner trong một sản phẩm. Sau khi Hà kẻ được eyeliner xong thì Hà sẽ sử dụng một cái cọ nhỏ và lấy cái màu nâu đậm trong cái bảng lông mày để Hà tán cho cái phần eyeliner nó tan vào cái phần nhấn của đuôi mắt hơn, để cho nó tạo ra một cái hiệu ứng bay cho nó không có bị rõ cái phần eyeliner quá. Đến phần mascara thì cái em này là làm nên tên tuổi của Brow With Banong Chat luôn, và là cái lượt bán ở trên các cái trang thương mại điện tử thì siêu khủng luôn mọi người, kiểu như đứng thứ nhất thứ hai trong các bảng xếp hạng về mascara luôn á. Nhưng mà em nổi là có lý do, bởi vì em đặc biệt có cái thiết kế đầu chải dạng lược có thể len lỏi vào từng sợi mi ngắn nhất hoặc là thưa nhất luôn, cả mi trên lẫn mi dưới, nên là em này không chỉ nổi ở Việt Nam mà nổi cả thị trường châu Á mình luôn, bởi vì rất là thích hợp với mi châu Á. Bên mình thì đâu có như là mi châu Âu mà nó dài nó dày đâu, mình là thưa với lại ngắn nữa. Mà dùng những cái loại mà có cái đầu cọ quá to thì không thể nào mà chải được, nó sẽ lem tùm lum tùm la hết. Cái tác dụng mà em My Everyday Mascara này đem lại đó chính là một hàng mi tơi nè, làm dài và dày vừa phải, có khả năng chống nước cao nên là em này giữ độ cong rất là tốt để cả ngày luôn mà không hề bị sập mi nha. Nên là em này đúng với cái tên luôn, thì Hà rất là recommend mọi người sử dụng hàng ngày tự nhiên, không gây cảm giác nặng mi. Và để cho cái makeup lúc này nhìn nó hoàn thiện hơn nè, nhìn nó có vẻ lồng lộn, hoa hậu hơn, thì Hà sẽ bắt buộc là sử dụng lông mi giả. Lâu lắm rồi Hà không xài lông mi giả đâu mọi người. Ở phần mắt dưới, Hà sẽ sử dụng cái đầu bút chì của cái em eyeliner hai đầu lúc nãy kẻ vào 1/3 mắt dưới. Sau đó lấy cái màu nâu đậm trong cái bảng lông mày để tán cho cái phần nó mờ ra, làm cho mắt mình nó sâu hơn. 2/3 mắt còn lại Hà sử dụng em màu mắt dạng sáp lúc nãy và dùng cọ để tán cho nó đều ra. Rồi lấy cái nhũ kim tuyến dạng lỏng để đánh phần đầu mắt cho nó sáng bừng con mắt lên luôn. Cuối cùng là chút mascara dưới nữa là xong phần makeup mắt rồi. À quên chưa, bởi vì đôi mắt của Hà thì nó hơi xa nhau một chút xíu, nên là mỗi lần mà làm những cái kiểu makeup lồng lộn á thì thường là Hà sẽ vẽ thêm hai cái đầu mắt vô để cho con mắt nó gần hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nên là Hà sẽ sử dụng lại cái phần bút chì của cái cây eyeliner hai đầu lúc nãy.
Dùng cái em này để vẽ đầu mắt cực kỳ dễ luôn mọi người, bởi vì cái chất chì nó mềm á, vẽ nó không có bị đau, bị chảy nước mắt. Mà lỡ mà có chảy thì em này cũng chống nước nên là không bị lem tè le tè lưa ra. Rồi đeo cặp len nhưng mà cái nhìn nó khác hẳn liền mọi người. Má ơi nó xuất sắc. Mọi người thấy tay chưa, thái chưa? À mà cái cặp len này của Hà là mua trên Shopee, Hà mua bên Trung Quốc nhưng mà nó hết hàng nè mọi người. Cái mẫu này nó bán chạy quá, nó hết sạch luôn rồi, nên là bữa giờ mọi người hỏi mà không biết chỉ thì sao hết. Hà chỉ tìm được cái mẫu tương tự thôi, nhưng mà thôi để bữa nào Hà mua cái mẫu tương tự đó về Hà đeo thử coi đẹp không rồi Hà chỉ mọi người nha. Chứ cái mẫu hiện tại Hà đeo là hết sạch rồi. Đó xong rồi Hà tạo khối bằng Border Bronzer nè. Không phải tạo khối mà Hà làm cho cái mặt mình nó ấm lên một chút xíu bằng bronzer thôi. Xong rồi Hà đánh má hồng bằng một cái màu cam cam nút nút đất đất của Alicia. Một chút highlight diamond balm của Fenty cho nó lầm lộn. Và cuối cùng là son Sunny Face màu Milky, là một cái màu nude rất là lạ và rất là thích màu này luôn. Đánh màu này lên tay cực kỳ, nhưng mà bạn phải make up mắt đồ bằng quả lên thì đánh màu này mới đẹp nha. Và cuối cùng là một ít setting spray của Urban Decay để cho lớp make up của mình giữ được lâu hơn và làm tan đi cái sự phấn nữa là xong. Trời ơi lo lắm rồi Hà mới make up tay quằn quại lầm lộ lại, Hà thích quá mọi người ơi. Hy vọng là mọi người cũng sẽ thích cái make up lúc này của Hà nha. Nếu như mọi người thích video này thì đừng quên nhấn nút like cái video và subscribe channel của Hà nha. Các sản phẩm của ngày hôm nay Hà sẽ để ở phần mô tả phía dưới cho mọi người dễ tham khảo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video này của Hà. Tình hình dịch đang phức tạp nên là mọi người hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và tuân thủ đúng những quy định của nhà nước nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào video của tuần sau. Cái cách như vậy mà đi thi là tra vương miền hẳn luôn nha mọi người. Đội lên luôn. Đó. Cần phải thi thố, không cần phải ứng xử ứng ơ gì không có. Nóng quá.